Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm những tin vắn đáng chú ý chiều ngày 6 tháng 9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng qua, cả nước ta thu hút tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến giữa tháng 8, cả nước có trên 1.200 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp theo lần lượt là bất động sản và bán buôn bán lẻ. Trong số đối tác từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ đô la Mỹ. Hiện Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài FDI, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, còn Đồng Nai đứng thứ ba. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp cũng như là các chương trình khuyến mại sau khi giá xăng dầu liên tiếp giảm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua giá nhiên liệu bay Jet A1 tiếp tục xu hướng giảm rõ rệt. Việc này có tác động tích cực đến thị trường vận tải. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục áp dụng và xuất bán nhiều loại giá vé thấp, qua đó tạo điều kiện cho nhiều người dân di chuyển bằng đường hàng không, xây dựng và đưa thêm nhiều chương trình khuyến mại, giá vé đặc biệt để thu hút hành khách. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề taxi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định xem xét điều chỉnh giảm giá cước, đồng thời đăng ký kê khai giá cước theo đúng quy định. Hiệp hội taxi thành phố đã đề nghị ban lãnh đạo và các đơn vị thành viên cân nhắc để điều chỉnh giá cước. Hiện chỉ mới có hãng taxi Vinasun quyết định điều chỉnh giảm giá cước 500 đồng trên 1 km bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 tới. Theo lãnh đạo bến xe miền Đông, đến nay đã có gần 10 doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm cước từ 4 đến 10% giá vé. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị giảm giá cước, hạn cuối đăng ký kê khai điều chỉnh là ngày 11 tháng 9. Hiện đã có 2 đơn vị đăng ký điều chỉnh. Ngày 5 tháng 9, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội đã thực hiện thành công ca ghép gan cho một bệnh nhân nam gần 60 tuổi và ghép tim cho bệnh nhân nam hơn 40 tuổi đều ở Hà Nội với nguồn tạng hiến từ người cho chết não từ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo Bệnh viện Chợ Giấy Thành phố Hồ Chí Minh có người chết não hiến tạng, Bệnh viện Việt Đức đã rà soát các những bệnh nhân chờ ghép gan, tim có chỉ số ghép tạng phù hợp. Ngay sau khi khối tim, gan được bảo quản trong một dung dịch chuyên dụng từ Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện ca phẫu thuật. Đến chiều qua, sức khỏe hai bệnh nhân được ghép tim và gan tiến triển tốt và chuẩn bị được rút nội khí quản. Trong lúc này thì hàng chục nghìn người di cư vẫn ồ ạt đổ về các nước ở cửa ngõ Liên minh châu Âu EU, gây ra sự hỗn loạn lúng túng trong việc xử lý cuộc khủng hoảng di cư của các nước thành viên. Tuy vậy, trong cuộc họp ngày 5 tháng 9, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã không thể đạt được một thỏa thuận chung về những biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng này. Phát biểu với báo giới tại Luxembourg, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu vẫn sẽ còn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi các nước EU sớm đạt được sự đồng thuận để giải quyết vấn đề người di cư một cách có hiệu quả. Hiện bất đồng lớn nhất giữa các nước EU trong vấn đề người di cư đó là về cơ chế phân bổ hạn ngạch người tị nạn. Pháp và Đức vẫn là những nước ủng hộ chính sách phân bổ hạn ngạch người di cư của Liên minh châu Âu, tuy nhiên một số nước như là Hungary hay Ba Lan lại không đồng tình. Dự kiến vào ngày 14 tháng 9 tới đây, các ngoại trưởng và bộ trưởng tư pháp EU sẽ nhóm họp khẩn cấp về vấn đề di cư tại Brussels, Bỉ nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này. Trong khi đó, thì hàng nghìn người hôm 5 tháng 9 đã tập trung tại thủ đô Paris ở Pháp để thể hiện tình đoàn kết với những người di cư và tị nạn, đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp hành động nhiều hơn để tiếp nhận những người tị nạn ở Syria. Theo chính quyền thành phố Paris, thì khoảng 8.500 người đã tập trung tại quảng trường Cộng Hòa. Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác của Pháp. Những người tham gia mang theo các khẩu hiệu ủng hộ tiếp nhận người di cư và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến hiện nay tại Syria, nguyên nhân khiến nhiều người rời bỏ đất nước để tới châu Âu. Nước Pháp hiện nay đang bị chia rẽ liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận trên mạng Internet được công bố hôm 2 tháng 9 cho thấy 56% người dân Pháp không muốn tiếp nhận thêm người di cư. Các cuộc tuần hành tại Pháp diễn ra sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải hình ảnh thi thể bé trai 3 tuổi người Syria dạt vào bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc hôm 5 tháng 9 với một tuyên bố chung, trong đó các thành viên G20 cam kết sẽ không áp dụng các biện pháp phá giá tiền tệ nhằm đem lại lợi thế không công bằng
cho xuất khẩu, đồng thời nhấn mạnh sẽ hành động quyết liệt để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Các nền kinh tế G20 cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh thận trọng và truyền đạt rõ ràng các hành động của nhóm nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, bất ổn và tăng cường tính minh bạch. Tuyên bố chung của G20 cũng kêu gọi các chính phủ và ngân hàng trung ương không lạm dụng tỷ lệ lãi suất như một công cụ để thúc đẩy hoạt động kinh tế, thay vào đó nên thực hiện các chính sách tài khoá để hỗ trợ tăng trưởng và tạo việc làm. Phần điểm những tin vắn đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.